Đúng 6 giờ sáng nay, nghi thức treo cờ rủ được tiến hành tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, bắt đầu 2 ngày quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cờ rủ có buộc giải băng đen, giải băng có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ, buộc băng vải đen để cờ không bay. Lá cờ rủ được treo lên đến điểm 2/3 cột cờ, thay vì treo cao như ngày thường. Sau khi lá quốc kỳ đeo băng tang được đưa lên, khác với ngày thường thì trong ngày hôm nay sẽ không có nghi lễ hạ cờ vào buổi tối. Lá quốc kỳ có giải băng tang sẽ được treo trong suốt 2 ngày quốc tang để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng. Yeah.